Trước khi chính thức khai đạo cho khóa tu lần này, chúng con thành tâm cung thỉnh chư Tôn Đức cùng toàn thể quý Phật tử chúng ta đồng chắp tay niệm Phật cầu gia bị. Nam mê mô Bổn Sư Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa chứng minh, kính bạch chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, kính thưa quý đạo hữu Phật tử, hôm nay nhân ngày 4 tháng 7, ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ, và tiếp nối truyền thống mở đạo tràng làm phương tiện tu học cho hàng Phật tử xa gần về lại nơi đây có cơ duyên để tịnh tâm tu học trong ánh sáng màu nhiệm của chân lý Phật Đà. Trước khi chương trình được bắt đầu, chúng con xin mạn phép nhân nơi đây xin được cung kính giới thiệu chư Tôn Đức đến với toàn thể đạo tràng Phật tử nhân ngày tu học lần này. Chúng con xin thành tâm đảnh lễ và được cung kính giới thiệu Thượng Tọa Thượng Nguyên Hà Siêu, Tọa Chủ Tu Viện Pháp Vương Trụ Trì Chùa Phật Đà đến từ California. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng Tọa đến với toàn thể đạo tràng. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Trụ Trì Chùa Tịnh Luật, Thầy Thích Tịnh Trí, xin được cung kính giới thiệu. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Trưởng Ban Hoằng Pháp tại Chùa Tịnh Luật, Thầy Thích Pháp Quang, chúng con xin được cung kính giới thiệu. Và chúng con xin được cung kính giới thiệu chung có chư Tăng Ni của Chùa Tịnh Luật và toàn thể đạo tràng Phật tử tại thành phố Houston cũng như những vùng phụ cận đã về đây tham dự khóa tu học lần thứ 28 này, xin được cung kính giới thiệu chung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa, Tọa Chủ Chùa Phật Đà chứng minh, kính bạch chư Tăng trú xứ tại Chùa Tịnh Luật cũng như toàn thể đạo tràng Phật tử hiện diện. Hôm nay ngày 4 tây tháng 7 năm 2009 tại Chùa Tịnh Luật, thành phố Houston, Texas, trong một đại sự nhân duyên quyện cùng với không khí của những ngày vào hạ an cư, chư Tăng trú xứ mười phương khắp nơi đều an cư kiết hạ để thúc luyện thân tâm, trao dồi giới hạnh để thực hiện lý tưởng của bậc xuất trần thượng sĩ, để thực hiện hạnh nguyện tự độ độ tha với lý tưởng mô phạm của người xuất gia. Và trong nhân duyên ấy cũng là một nhân duyên tiếp nối tinh thần nơi đây của chùa Tịnh Luật,
từ mấy độ khai sơn tạo tự cho tới giờ phút này, trong bất cứ hoàn cảnh, trong bất cứ điều kiện nào, Chủ tịch Luật vẫn cố gắng tạo mọi phương tiện có thể được để làm điểm tựa, gửi gắm tâm linh cho hàng Phật tử tại gia khắp nơi về đây, để nấp dưới tàn cây đại thọ của quý ngài, của chư tôn đức, để hấp thụ được tinh thần cao cả trong ánh sáng màu nhiệm của Phật Đà, để hấp thụ được dòng sự pháp cơm thiền hương bát nhã đã lan truyền từ càng xưa cho đến nay, và cũng là để tạo cơ duyên tốt đẹp nhất cho quý Phật tử được gieo hạt giống Bồ Đề trong hiện kiếp. Đó chính là lý do của khóa tu lần thứ 28 này. Kính thưa quý liệt vị, về với đạo tràng và hướng dẫn khóa tu lần này, chúng ta được một nhân duyên vô cùng quý báu khi được thượng tọa trụ trì chùa Phật Đà, tọa chủ tu viện Pháp Vương từ miền đất xa xôi nơi vùng California. Dẫu biết rằng Phật sự đa đoan với công trình hoằng pháp lợi sinh, cũng như những công việc Phật sự của giáo hội, nhưng dẫu rằng là thế, nhưng thượng tọa luôn luôn dành tâm huyết truyền trao giới hạnh triết lý màu nhiệm của Phật giáo đi vào lòng nhân sinh, dù bất cứ nơi đâu nếu có thể. Và chính thầy cũng là tác giả của những tác phẩm Phật giáo vô cùng sâu sắc, đã góp một phần không nhỏ làm nên một Phật giáo phong phú hơn trong kho tàng văn hóa tư tưởng Phật giáo, không chỉ riêng của Việt Nam mà của chung cho nhân loại. Như những tác phẩm chủ đề các kinh điển Phật giáo, Đức Phật và con đường giáo dục hoàn thiện, tư tưởng xã hội Phật giáo trong kinh Nguyên Thủy, Tiếng Vọng Sông Hằng, Tệ Sĩ Đạo Thơ và Phương Trời Mọc, vân vân. Với những tác phẩm, những trước tác của ngài đem một phần tâm linh rất lớn cho hàng Phật tử tại gia khắp nơi trên mọi miền của thế giới. Và hôm nay ngài đã về đây đem một ấp ủ chung với tâm hồn của bậc thầy Mô Phạm. Ngài đã đến nơi đây với một điều duy nhất là muốn làm sao để truyền lại cho hàng Phật tử tại thành phố Houston này một phương pháp hành trì pháp môn về niệm Phật tịnh độ với chủ đề tinh yếu pháp môn tịnh độ và phát nguyện vãng sanh. Giờ phút này chúng con xin được mạn phép cung thỉnh thượng tọa từ bi hoan hỷ chính thức khai đạo cho khóa tu học lần này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa viện chủ chùa Tịnh Lục, kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử trong đạo tràng tu học Phật pháp lần thứ 28 của chùa Tịnh Lục hôm nay, kính thưa quý Phật tử, hôm nay đạo tràng tu học Phật pháp
niệm Phật cầu vãng sanh, mà chùa Tịnh Luật đã tổ chức lần thứ 28. Quý đạo hữu đã nhín thì giờ quý báu của riêng mình cùng văn tập về ngôi chánh điện của chùa, để rồi cùng khép mình trong cái chương trình tu học 2 ngày hôm nay và ngày mai. Kính mong quý Phật tử hãy tinh tấn niệm Phật, tu tập để tạo lấy cái phước duyên cho chính mình trong cuộc đời này. Mà kể từ khi chúng ta sinh ra đời cho đến ngày gặp được Phật Pháp, gặp được chúng tăng, nghe được giáo pháp của Đức Thế Tôn giảng dạy, và quý Phật tử đã trở thành người nam nữ cư sĩ Phật tử tại gia cho đến ngày hôm nay, quý Phật tử đã tạo lấy cái nhân duyên tốt đẹp cho chính mình trên con đường tu tập giác ngộ và giải thoát. Kính mong toàn thể quý đạo hữu trong đạo tràng tu tập lần thứ 28 này cũng vậy. Từ bản thân của mình sống trong ngôi nhà của Phật giáo, từ thâm tâm của mình tu học và nghiên tầm kinh điển lời của Đức Thế Tôn giảng dạy, để lấy đó làm hành trang trên con đường chuyển mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh. Và chính cái tinh thần tu tập giáo pháp mà Đức Thế Tôn đã giảng dạy đó, để cho chúng ta lấy đó làm hành trang trên con đường chuyển tiếp, trên con đường thiên lý sinh tử, từ đời này qua đời nọ cho đến ngày trở thành một đấng Thế Tôn trong tương lai. Do vậy, tinh thần giáo pháp mà Đức Thế Tôn đã quyền bày phương tiện để chỉ giáo cho hàng Phật tử chúng ta là một phương tiện thù thắng, là lòng bi mẫn mà Đức Thế Tôn đã dành cho những người con Phật, dành cho những người đệ tử và dành cho khắp pháp giới chúng sinh trong cuộc đời này. Từ những ý nghĩa đó, những giá trị đó mà chúng ta thầm cảm ơn và thầm đảnh lễ công đức của Đức Thế Tôn có mặt trong cuộc đời này vì chúng ta. Trong vô lượng pháp môn, Đức Thế Tôn đã chỉ bày cho ta những phương pháp tu tập, những pháp môn tu tập, để chúng ta y cứ vào những pháp môn đó, những phương tiện đó mà chúng ta được qua bến bờ sinh tử. Từ những giá trị đó, chúng tôi có lời kính gửi đến toàn thể quý đạo hữu trong đạo tràng tu tập này. Và kể từ giờ phút này cho đến tối ngày mai, chúng tôi sẽ được cố gắng trình bày tất cả những gì mà chúng tôi được hiểu đôi chút đến với quý đạo hữu trong 6 thời thuyết giảng, và tất cả những gì chúng tôi có thể nói, chúng tôi sẽ nói. Chúng tôi có thể trình bày, chúng tôi sẽ trình bày. Và để khỏi làm mất thì giờ của chư Tôn Đức Tăng Ni cũng như những giờ tu học của quý đạo hữu sắp tới, thành tâm kính đảnh lễ Hồng Âm Tam Bảo luôn thầm gia hộ cho toàn thể quý đạo hữu trong đạo tràng tu tập lần thứ 28 của chùa Tịnh Luật này tinh tấn nỗ lực tiến tu và giữ tròn tất cả oai nghi tế hạnh, giữ tròn hết tất cả những thanh quy nội quy của đạo tràng tu học mà quý đạo hữu đã kinh qua lần thứ 28 này.
Cầu chúc toàn thể quý đệ hữu tinh tấn tu học, đời này và mai hậu được viên thành quả phúc. Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính cảm ơn chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể quý Phật tử. A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm bái tạ thăm ơn của Thượng Tọa đã vì lòng từ và đại lao cho tăng già khai đạo khóa tu lần này. Kính thưa quý đạo hữu, đáp lời mời của Thượng Tọa Viện Chủ cho phép chúng tôi về đây với một cái đề tài thật là lớn. Đề tài đó là tinh yếu về pháp môn tu tịnh độ để nguyện vãng sanh. Một cái đề tài mà quý đạo hữu biết rằng khi xưa Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn còn tại thế, Ngài đã phương tiện để giáo huấn chỉ dạy cho những người đệ tử của Đức Thế Tôn thời bấy giờ, trong hàng thánh đệ tử cũng như các hàng nam nữ cư sĩ Phật tử. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã thuyết ra một cái bản kinh, mà bản kinh đó được gọi là Vô Vấn Tự Thuyết. Bản kinh Vô Vấn Tự Thuyết có nghĩa là một cái bản kinh mà không có người thưa hỏi, nhưng Đức Thế Tôn thuyết giảng ra, chỉ bày ra cho những người đệ tử đương thời cũng như những người đệ tử cách Phật lâu xa hiểu được cái nội dung, cái yếu chỉ và phương thức tu học đó, để y cứ vào cái tinh thần tu tập đó, cái pháp môn tu tập đó mà được thành Phật. Bản kinh đó là bản kinh A-di-đà. Quý đạo hữu có tụng kinh A-di-đà không? Có phải không? Quý đạo hữu nào thuộc lòng rồi, quý đạo hữu, quý đệ hữu đọc nghe coi: Như thị ngã văn nhất thời, Phật tại xá về quốc kỳ, thọ cấp cô động viên, giữ đại tỳ kheo tăng, thiên nhị bách ngũ thập nhân câu, vân vân. Thì kính thưa quý đệ hữu, bản kinh đó được gọi là bản kinh A Di Đà, mà bản kinh A Di Đà được gọi là Vô Vấn Tự Thuyết, có nghĩa là không có người thưa hỏi mà Đức Thế Tôn thuyết giảng cho. Lý do nào không có người thưa hỏi? Vì quý đệ hữu biết rằng một cái pháp môn tu niệm Phật vãng sanh, thì quý đạo hữu biết rằng các hàng thánh chúng cũng như là quý đạo hữu thời bấy giờ không biết được rằng ở nơi thế giới phương Tây kia có một cái quốc độ, mà quốc độ đó tên là Cực Lạc. Ở nơi quốc độ Cực Lạc đó có một Đức Phật tên là A-di-đà đang làm giáo chủ. Mà Đức Phật A-di-đà đang làm giáo chủ ở nơi quê hương Cực Lạc đó có phát 48 lời nguyện. Quý đạo hữu nào thuộc 48 lời nguyện? Chắc không đâu, phải không? Dạ, chỉ thuộc cái lời phát nguyện thứ 18, thứ 19 thôi. Thứ 18, thứ 19 có nghĩa là Đức Phật A-di-đà phát nguyện rằng nếu có một chúng sinh nào mà phát nguyện niệm danh hiệu ta, tức là danh hiệu Đức Phật A-di-đà, cho đến khi nhất tâm bất loạn, thì sau khi xả bỏ thân mạng, Đức Phật A-di-đà, Bồ-Tát Quan Thế Âm, Bồ-Tát Đại Thế Chí cùng hàng thánh chúng cầm bảo đài kim ngân lưu ly đến để tiếp dẫn chúng sinh đó về thế giới Cực Lạc. Mà nếu mà ta, tức là Đức Phật A Di Đà đó, không tiếp dẫn chúng sinh đó về thế giới Cực Lạc thì nguyện không bao giờ giữ lấy ngôi vị chánh giác. Có phải vậy không thưa quý đạo hữu? Phải không? Nhớ đó nghe, cố gắng niệm Phật mà rồi một ngày mai kia mà xả bỏ thân mạng rồi, mà quý đạo hữu biết được trước cái ngày giờ chết, thì quý đạo hữu nói đến gõ cửa phòng của Thượng Tọa Viện Chủ, nói: Dạ thưa Thầy, hôm nay con về với Phật, Thầy hộ niệm cho con. Quý đạo hữu có bằng lòng không? Nhớ ha, trước khi mà xả bỏ báo thân hãy gõ cửa.
Thượng tọa tỉnh trí và nói với Ngài rằng con sắp sửa về với Phật. Thầy ra đánh chuông trống Bát Nhã, thắp hương thắp đèn lên. Thì nói như vậy đó để cho chúng ta thấy được rằng cái phát nguyện, cái lời phát nguyện, một trong 48 lời nguyện của Đức Phật A-di-đà là tiếp dẫn chúng sinh từ nơi thế giới ta bà này về nơi thế giới cực lạc. Mà khi mà chúng ta phát nguyện cầu vãng sanh để được về với Đức Phật A-di-đà, kính thưa quý đệ, nó có nhiều nhân tố, nó có nhiều dữ kiện, nó có nhiều cái phương thức để chúng ta sau khi xả bỏ thân mạng này rồi, để chúng ta về với Phật mà theo như lời phát nguyện của Đức Phật A-di-đà chúng ta đã thấy. Trước khi đi vào đề tài để thuyết giảng với quý đạo hữu, kính mong quý đạo hữu nghe cái bài kệ này. Và xin thưa quý đạo hữu, thầy chỉ nói ra một lần thôi, và quý đạo hữu nghe một lần là quý đạo hữu thuộc lòng liền nghe, không cần phải nói thêm lần thứ hai cho quý đạo hữu ha. Quý đạo hữu có bằng lòng không? Nhất tâm ha, thanh tịnh ha. Thầy chỉ đọc qua một lần là quý đạo hữu thuộc lòng liền và nương vào cái nội dung của bài kệ này mà quý đạo hữu tu và thành Phật. Quý đạo hữu sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Dạ, quý đạo hữu nghe. Dạ, quý đạo hữu còn nói nhỏ với thầy là đọc chậm chậm chứ đừng có đọc nhanh. Dạ, bài kệ đó là: lễ Phật nhắc bái tội diệt hà sa, niệm Phật nhắc thanh phước tăng vô lượng. Quý đạo hữu thuộc lòng chưa? Thôi cũng tùy hỷ công đức, xin đọc lại lần thứ hai. Lễ Phật nhắc bái tội diệt hà sa, niệm Phật nhắc thanh phước tăng vô lượng. Có nghĩa là chúng ta đem cái thân thanh tịnh, chúng ta đem cái tâm thanh tịnh mà lạy một lạy đến với Đức Thế Tôn, lạy một lạy đến với Đức Phật A-di-đà, lạy một lạy đến với Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì kính thưa quý đạo, chúng ta đem cái thân thanh tịnh, đem cái tâm thanh tịnh mà lạy một đấng Thế Tôn, thì kính thưa quý đạo, nhờ cái công đức đó, nhờ cái phước đức lễ lạy bằng cái tâm thanh tịnh, bằng cái thân thanh tịnh đó, thì nó sẽ tiêu trừ được hết tất cả các tội lỗi từ nhiều đời nhiều kiếp. Quý đạo nghe rõ ha? Và chúng ta đem cái tâm thanh tịnh, chúng ta đem cái thân thanh tịnh mà niệm một danh hiệu Đức Phật A Di Đà, thì kính thưa quý đạo, cái phước nó tăng nhiều vô lượng. Vậy thì đem cái thân để lễ Phật, đem cái tâm để niệm Phật, thì hai cái điều đó, thân và tâm đó, sẽ tiêu trừ được nghiệp chướng, thân và tâm đó sẽ tăng trưởng cái phước duyên của chúng ta trong cuộc đời này. Mà nhờ sự tăng trưởng phước duyên của chúng ta trong cuộc đời này mà kính thưa quý đạo, khi chúng ta xả bỏ thân mạng, chúng ta được thác sinh vào thiền xứ. Quý đạo đã thuộc lòng và quý đạo đã y cứ vào cái nội dung của bài kệ đó mà quý đạo thực hành, thì chắc chắn 100% quý đạo hữu sẽ đạt thành ý nguyện trên cái con đường tu tập của quý đạo hữu. Xin được lặp lại: lễ Phật nhắc bái tức là lạy Phật một lạy, tội diệt hà sa là tiêu trừ hết tất cả những cái tội chướng của mình nhiều như cát sông Hằng. Lễ Phật nhắc bái tội diệt hà sa, niệm Phật nhắc thanh tức là chúng ta niệm danh hiệu Đức Phật một lần một biến, niệm Phật nhắc thanh thì phước tăng vô lượng, cái phước của mình nó được tăng trưởng nhiều vô lượng. Kính thưa quý đạo hữu, tại sao chúng ta lạy Phật nhắc bái mà tội diệt hà sa, và tại sao chúng ta niệm Phật nhắc thanh mà phước tăng vô lượng? Bởi vì khi nói đến Đức Thế Tôn thì theo như danh từ định nghĩa là giác giả. Giác giả có nghĩa là người đã thành Phật. Giác là giác ngộ, giả là con người, là con người đã được thành Phật. Và khi nói đến con người đã được thành Phật có nghĩa là một đấng Thế Tôn, một đấng Như Lai. Mà khi nói đến đấng Như Lai, đấng Thế Tôn thì kính thưa quý đạo có đủ 10 hiệu. 10 hiệu của Đức Như Lai là gì? Quý đạo thuộc chưa? 10 hiệu của Đức Như Lai. Đức Như Lai có đủ 10 hiệu.
Nhớ ha, quý đạo hữu là Phật tử của chùa Tịnh Luật, cho nên quý Phật tử học Phật Pháp thuộc nằm lòng như cháo. Do vậy mà khi hỏi đến những thuật ngữ, những tinh thần Phật Pháp thì những người Phật tử của chùa Tịnh Luật phải thông suốt, nắm hết tất cả những cái gì mà những cái đó tinh thần giáo pháp của Thượng Tọa trụ trì cũng như chư Tôn Đức Tăng Ni đã về đây giảng dạy cho quý đạo hữu 28 mùa học Phật Pháp rồi. Qua 28 mùa học Phật Pháp đó, chắc hẳn rằng đi, đứng, nằm, ngồi, tất cả quý đạo hữu đều nằm lòng cái tinh thần Phật Pháp căn bản mà Thượng Tọa trụ trì cũng như là chư Tôn Đức Tăng Ni đã từ bi hướng dẫn cho quý đạo hữu. Vậy thì khi nói đến một đấng Thế Tôn có đủ 10 hiệu, đó là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biên Tri, Minh Hạnh, Túc Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trưởng, Vô Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Hả quý đạo hữu ha? Dạ. Mà khi chúng ta đem một cái thân mà lễ lại một đấng Thế Tôn có đủ 10 hiệu, chúng ta đem một cái tâm mà niệm danh hiệu một đấng Thế Tôn có đủ 10 hiệu, thì kính thưa quý đạo hữu, có cái gì mà phước đức cho bằng không? Có cái gì mà cái công đức trong cuộc đời này to lớn bằng đem tự thân và tự tâm để lễ lại một đấng Thế Tôn có đủ 10 hiệu, để lễ lại đấng Thế Tôn có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, để lại đến Đức Thế Tôn có đủ tam minh và lục thông không, thưa quý đạo? Có cái vấn đề nào, có một con người nào mà quan trọng và đầy đủ cái phước đức trang nghiêm như một đấng Thế Tôn không, thưa quý đạo? Không có đâu. Không có ai trong cuộc đời này mà có một cái công đức to lớn, có một cái Phật cách siêu việt như đấng Thế Tôn. Bởi vì những chúng sinh mà còn ở trong tam giới, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, thì kính thưa quý đạo hữu, những con người đó, những chúng sinh đó, những hàng chư thiên đó đều bị sinh tử luân hồi. Mà ngày nào những chúng sinh còn ở trong tam giới bị sinh tử luân hồi thì con người đó không thể ngang bằng với một đấng Thế Tôn được. Trong khi đó Đức Thế Tôn đã vượt ra khỏi ba cõi, là ra khỏi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Mặc dù Đức Thế Tôn còn ở trong cuộc đời này, nhưng Đức Thế Tôn không bị chi phối bởi sinh tử luân hồi, vô minh triền phược vọng động sinh tử. Đức Thế Tôn tự tại trong cuộc đời này. Vậy thì chúng ta đem một cái thân thanh tịnh, đem một cái tâm thanh tịnh để niệm danh hiệu một Đức Phật, để lạy hình ảnh của một đấng Thế Tôn, thì kính thưa quý đạo, đó là một phước đức vô cùng to lớn cho chúng ta trong cuộc đời này, mà không ai hơn cái Phật cách của Đức Thế Tôn được cả. Cho nên lễ Phật nhắc bái tội diệt hà sa là như vậy, niệm Phật nhắc thanh phước tăng vô lượng là như vậy. Vậy thì kính thưa quý đạo, từ khi mà quý đạo nắm tay mẹ đi chùa đến giờ phút này, quý đạo đã niệm bao nhiêu danh hiệu Đức Phật rồi? Không nhớ. Có lẽ là quá nhiều. Hả quý đạo hữu? Như vậy là ngày mà quý đạo hữu xả bỏ báo thân, quý đạo hữu sống được 250 tuổi rồi xả bỏ báo thân đi về với Phật là chắc chắn. Điều đó là điều chắc chắn. Tại vì quý đạo hữu trả lời rằng từ khi nắm tay mẹ đi chùa đến giờ phút này niệm Phật không biết bao nhiêu lần. Ấy vậy mà trong Kinh A Di Đà, Đức Thế Tôn Ngài giảng dạy rằng nếu có một chúng sinh nào mà nhất tâm bất loạn niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà từ niệm thứ nhất cho đến niệm thứ 10 mà nhất tâm bất loạn, thì sau khi xả bỏ thân mạng, chúng sinh đó được về với thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Vậy thì chúng tôi nghĩ rằng quý đạo hữu ngồi trong ngôi chánh điện này, ai cũng được về với Đức Phật A Di Đà. Đúng không? Đúng không? Đúng. Ông thanh niên kia gật đầu và nói đúng. Chứng tỏ rằng có một niềm tin thâm thiết đến Đức Phật A Di Đà. Chứng tỏ rằng có một cái lời phát nguyện sâu xa nơi Đức Phật A Di Đà, và chứng tỏ rằng có một công phu kiên định tinh tấn mà không có lười biếng nhát nhốn để niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Vậy thì bằng cái câu kệ đó, lễ Phật nhắc bái tội diệt hà sa, niệm Phật nhắc thanh phước tăng vô lượng, kính mong quý đạo hữu hãy y cứ vào bài kệ nho nhỏ đó, để mà ngày nào chúng ta cũng mặc cái chiếc áo tràng dễ thương, trang nghiêm để lạy hình ảnh của đấng Thế Tôn. Và cũng trong
sự sinh hoạt của mỗi ngày, bất cứ ngày nào. Trước khi đi làm, chúng ta cắm ba cây nhang lên bàn Phật, lễ Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch Phật, con đi làm. Đến khi về nhà, cắm ba cây nhang lên bàn Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch Phật, con đi làm một ngày được bình yên hạnh phúc, hôm nay con về. Quý đệ hữu bằng lòng không? Đó là cái tâm tư của người con Phật. Giống như là một người con đi ra khỏi nhà thì thưa với cha với mẹ, và đến khi về nhà thì cũng thưa với mẹ với cha. Chúng ta xem Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là một đấng cha lành ở nơi cõi đời này, và chúng ta xem Đức Phật A Di Đà là một đấng cha lành ở nơi Tây Phương Cực Lạc. Quý đệ hữu bằng lòng chứ? Cảm ơn quý đệ hữu thật nhiều. Và cứ mỗi lần đi đâu, quý đệ hữu hãy bạch với Phật trước khi quý đệ hữu đi nghe. Nha. Quý đệ hữu đi làm việc gì, đi lên chùa Tịnh Luật làm công quả, đi làm công việc của mình, đều bạch với Phật trước khi mình đi. Lạy Phật ba lạy trước khi mình đi. Quý đệ hữu bằng lòng không? Dạ. Cảm ơn quý đệ hữu. Vậy thì đề tài tinh yếu của pháp môn tu tịnh độ niệm Phật cầu vãng sanh được ngang qua ba cái đức tính, ngang qua ba cái tiêu điểm, ngang qua ba cái nhân tố mà những người niệm Phật cầu vãng sanh tu pháp môn tịnh độ không thể không hành trì qua ba cái nhân tố đó, qua ba cái điều kiện đó. Điều kiện đó là tín, nguyện và hạnh. Tín có nghĩa là mình có một niềm tin thâm thiết nơi Đức Phật A Di Đà. Cũng vậy, trong cuộc đời này, nếu quý đạo hữu muốn làm một cái công việc gì thì quý đạo hữu cũng tin tưởng nơi tự thân của mình, phải không thưa quý đạo hữu? Mà mình có tin tưởng nơi tự thân của mình, nơi khả năng của mình, thì kính thưa quý đạo hữu, cái sự làm việc đó nó mới đưa lại kết quả, nó đưa lại sự thành tựu cho cái công việc của mình. Còn nếu mà mình làm việc mà mình không có một cái niềm tin nơi khả năng của mình không tin tưởng cái khả năng làm việc của mình, thì kính thưa quý đệ hữu, cái công việc đó nó có đem lại lợi ích cho chính mình hay không? Giống như một người học trò đi học vỡ lòng, rồi lên tiểu học, lên trung học, lên đại học. Mà nếu chúng ta không tin tưởng vào khả năng học hành của mình, và mình cầu mong một ngày nào đó mình sẽ được ra trường kỹ sư, bác sĩ, tiến sĩ, thạc sĩ, thì chắc chắn rằng cái con đường học của mình nó sẽ không thành tựu. Cũng vậy, người muốn niệm Phật cầu vãng sanh thì mình phải có một niềm tin thâm thiết nơi Đức Phật A Di Đà. Niềm tin đó là một niềm tin rằng ở nơi thế giới, ở nơi phương Tây có một cái quốc độ đó tên là Cực Lạc. Ở nơi quốc độ Cực Lạc đó có một Đức Phật A Di Đà đang làm giáo chủ ở nơi cõi Tây Phương Cực Lạc đó. Và Đức Phật A-di-đà phát nguyện để hướng dẫn, dìu dắt con người chúng sinh trong cuộc đời này được về với Đức Phật A-di-đà. Và chúng ta tin tưởng rằng ở nơi thế giới cực lạc đó có ao thất bảo liên trì. Ở nơi thế giới cực lạc đó có chín phẩm hoa sen hóa sinh. Đó là từ thượng phẩm cho đến hạ phẩm. Thượng phẩm thượng sinh, thượng phẩm trung sinh, thượng phẩm hạ sinh, thượng phẩm trung sinh, thượng phẩm trung sinh, hạ phẩm trung sinh, hạ phẩm hạ sinh. Thì kính thưa quý đệ hữu, qua chín cái phẩm đó, qua cái chín phẩm đó, mình tin tưởng rằng trên con đường tu tập niệm Phật cầu vãng sinh thì chắc chắn rằng mình sẽ được hóa sinh trong hoa sen qua chín phẩm đó. Mà nếu mà chúng ta không có thác sinh được vào trong cái thượng phẩm thượng sinh thì chúng ta cũng được thác sinh vào hạ phẩm hạ sinh. Thưa quý đệ hữu, thà rằng chúng ta thác sinh vào trong hạ phẩm hạ sinh trải qua một đại kiếp, thì tới chừng đó chúng ta mới hóa sinh ra thành một cái con người ở thế giới cực lạc, còn hơn là chúng ta ở thế giới ta bà này. Dạ thưa thầy, sao mà hôm nay kinh tế nó xuống dốc quá, không biết ngày mai con có bị lay off không? Con xin cúng dường cho thầy 10 cam, xin thầy đêm nay cầu nguyện cho con đừng bị lay off.
Dạ thưa Thầy, con của con ngày mai là nó sắp sửa ra trường tiến sĩ. Nhưng mà không biết rằng chiếc xe của con có chạy tới Houston để tham dự cái buổi lễ ra mắt, ra trường của con không? Dạ thưa Thầy, trời ơi, chồng của con nó mới bị lay off ngày hôm qua, tiền bạc không có, lấy đâu đi thăm con để ra trường tiến sĩ. Nói như vậy đó, thưa quý đệ, hàng trăm ngàn chuyện nó ràng buộc mình phải không? Kéo tủ lạnh ra thì không còn rau muống, dỡ nồi gạo ra thì không còn gạo. Trong cuộc sống này bao nhiêu chuyện nó đoanh vây mình, cơm không có ăn, áo không có mặc nhà, không có ở, xe không có đi. Thưa quý đệ hữu, hàng bao nhiêu chuyện mình phải giải quyết. Vậy thì kính thưa quý đệ hữu, khi mà chúng ta phát nguyện niệm Phật cầu được vãng sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà, thì dù rằng chúng ta được thác sinh vào thượng phẩm thượng sinh, hay thác sinh vào trung phẩm trung sinh, hay thác sinh vào hạ phẩm hạ sinh, thì kính thưa quý đệ hữu, đó là một cái phước đức vô cùng to lớn cho bản thân của mình. Khi mà mình thác sinh, cái hương thức của mình, cái tâm thức của mình được thác sinh vào trong cái đóa sen đó, dù cái đóa sen đó nó có trải qua một tiểu kiếp hay là một trung kiếp hay là một đại kiếp đi nữa, thì kính thưa quý đệ hữu, cái tâm thức đó, cái hương thức đó, nó vẫn nằm an nhiên tự tại trong lòng hoa sen, mà không còn phải lo rằng trời hôm nay nắng gắt, ngày mai thì mưa dầm, bữa kia thì cơm có ăn, bữa nọ thì không có áo mặc, phải không thưa quý đệ hữu? Dù cho nó trải qua một đại kiếp đi nữa, thì cái tâm thức đó, cái hương linh đó, cái nó vẫn an nhiên tự tại trong đóa sen. Mà cái đóa sen đó mặc dù nằm ở giữa lòng ao, nhưng mà sáng nào chúng ta cũng nhìn thấy dung nhan của Đức Phật A Di Đà thảnh thơi đi trên bờ ao. Chúng ta cũng thấy được cái hình ảnh tự tại của Bồ Tát Quán Thế Âm, hình ảnh tự tại của Bồ Tát Đại Thế Chí. Sáng nào cũng ra nhìn vào trong ao sen, coi bao nhiêu cái tâm thức đang ở trong những cái đóa sen đó. Trong đó có tâm thức của những người Phật tử chùa Tịnh Luật là pháp danh Nguyên Hỷ, pháp danh Tâm Thành, pháp danh Nhụn Hoa, pháp danh Quảng Quý, vân vân. Thì ra quý Phật tử của chùa Tịnh Lực thiệt là nhiều ở trong cái ao thấp bảo này. Thì ra nhờ thượng tọa trụ trì hướng dẫn niệm Phật cầu vãng sanh, mà tất cả những hương linh thờ ở nơi chùa Tịnh Lực đều nằm trong ao thấp bảo của Đức Phật A Di Đà rạch trơn, phải không? Dạ. Ủa làm sao biết hả? Quý đệ hữu nào vãng sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà thì quý đệ hữu biết. Và quý đệ hữu nào mà muốn biết rằng mình sẽ được vãng sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà thì mình phải nhất tâm niệm Phật, phải ngang qua ba cái điều kiện, ngang qua ba cái nhân tố là tín, là nguyện, là hạnh. Vậy thì kính thưa quý đệ hữu, tín có nghĩa là một niềm tin thâm thiết đến Đức Phật A Di Đà, mà chúng ta không có dễ vui, chúng ta không có xem thường. Chúng ta gắn cái niềm tin của chúng ta đối với Đức Phật A Di Đà. Chúng ta có một niềm tin vững chắc như vậy đó. Quý đệ hữu có được niềm tin đó không? Có. Kính thưa quý đệ hữu, bằng cái truyền thống của Phật giáo Việt Nam của chúng ta, có những bà cụ không có biết chữ, có những bà cụ ít đi chùa, nhưng mà nghe quý thầy giảng dạy, bà cụ hay cố gắng niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Sau khi chết được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về thế giới Tây Phương Cực Lạc, bà lão chỉ nghe vậy thôi. Hả quý đệ hữu ha? Bà lão chỉ nghe vậy thôi. Nhưng mà vì nghe như vậy đó mà có một niềm tin thâm thiết đến Đức Phật A Di Đà, cho nên ngày nào bà lão cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Dù rằng bà lão đang ngồi trên cái bộ phản khuấy trầu để ăn, hay là bà lão dẫn cháu đi học, hay là bà lão đang nấu cơm, bà lão đang quét nhà, nhưng mà rồi bà lão cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Và kết quả cho đến ngày mà bà lão đó sống 190 tuổi, bà lão xả bỏ thân mạng, bà lão thấy ánh sáng ở trong phòng, bà lão thấy hương thơm của chư Phật, chư vị Bồ Tát. Và kính thưa quý đệ hữu, bà lão đó xả bỏ thân mạng và bà lão được vãng sanh về thế giới của Đức Phật. Quý đệ hữu có nghe những câu chuyện đó không? Có, phải không? Thì ngồi trong ngôi chánh điện này, thầy nhìn thấy dường như tất cả đều là bà lão và ông lão hết, không có một người Phật tử nào mà dưới 80 tuổi, từ 80 tuổi trở lên trên. Thì kính thưa quý đệ hữu, nhờ một cái niềm tin thâm thiết nơi Đức Phật A Di Đà mà những bà lão đó, những ông lão đó, sau khi xả bỏ thân mạng, nhờ có một niềm tin vững chắc nơi Đức Phật A Di Đà mà được vãng sanh.
Điều đó quý đạo hữu đã nghe cái dòng lịch sử của Phật giáo Việt Nam, cũng như là kinh nghiệm qua cái dòng lịch sử Phật giáo Việt Nam đó, mà quý đạo hữu đã thấy được các cụ ông, các cụ bà đã vãng sanh về với Đức Phật A Di Đà. Vậy thì cái niềm tin thâm thiết của người Phật tử đối với Đức Phật A Di Đà phải có trong thâm tâm của mình. Khi mà mình phát khởi niệm Phật, mình muốn cầu vãng sanh là phải mình có một niềm tin vững chắc nơi Đức Phật A Di Đà. Và kính thưa quý đạo hữu, niềm tin đó phải đi đôi với cái phát nguyện. Tính nguyện thứ hai, cái nhân tố thứ hai, cái đức tính thứ hai là nguyện. Nguyện có nghĩa là mình nguyện vãng sanh. Mình nguyện cầu được vãng sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà đó. Chứ mình không có phát nguyện vãng sanh vào một cái quốc độ nào khác. Kính thưa quý đạo hữu, trong cái vũ trụ này, trong cái tam thiên đại thiên thế giới này, có nhiều quốc độ của chư Phật. Như ở phương Đông thì có quốc độ của Đức Phật Dược Sư ha. Mà ở phương Tây thì có quốc độ của Đức Phật A Di Đà. Mà hôm nay chúng ta chọn cái pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh, thì chúng ta phát nguyện về thế giới của Đức Phật A Di Đà, thì chúng ta chỉ phát nguyện vãng sanh về thế giới cực lạc không thôi, mà không vãng sanh về các cái quốc độ như là quốc độ ở phương Đông Đức Phật Diệu Sư, quốc độ như là hương tích của Đức Phật Hương Tích vân vân. Nhưng mà quý đạo hữu biết rằng sau khi mà chúng ta được vãng sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà rồi, thì kính thưa quý đạo hữu, chúng ta được tự tại. Mà như ở trong kinh đã diễn tả rằng buổi sáng hôm nay quý đạo hữu thức dậy rồi xách lấy một cái chiếc giỏ, đi qua phương Nam hái hoa, đi qua phương Tây hái hoa, đi qua phương Đông hái trái cây, đi về phương Bắc hái trái cây, để rồi quý đạo hữu mang những cái hương hoa đó, mang những cái trái cây đó đến có quốc độ phương Đông của Đức Phật Dược Sư cúng dường, đến có quốc độ Hương Tích để mà cúng dường, rồi quý đạo hữu xin cơm của Đức Phật Hương Tích để mà về nơi quốc độ của mình là thế giới cực lạc. Nhưng mà nó cũng vẫn kịp giờ, buổi sáng hôm đó rồi buổi trưa hôm nay cũng ngồi dưới gốc cây để mà ăn cơm Hương Tích của Đức Phật Hương Tích, mà nó không có trễ giờ. Nói như vậy đó có nghĩa là khi mà chúng ta thác sinh về thế giới của Đức Phật A Di Đà rồi, trong sự đi đứng, trong sự nghĩ tưởng của chúng ta đều được an nhiên tự tại, mà không có một cái điều gì bị trở ngại hết cả. Hà quý đạo hữu ha, chúng ta đi bằng cái tâm niệm, chúng ta thăm các cái quốc độ của chư Phật trong thế giới tam thiên đại thiên thế giới này bằng một cái ý nghĩ tự tại, bằng một cái việc làm tự tại mà nó không có một sự chướng ngại nào hết. Kính thưa quý đạo, sáng hôm nay quý đạo từ nhà lên chùa Tịnh Luận bằng gì? Xe gì? Camry, Lexus, chạy nửa đường. Ủa tự nhiên sao cái bánh trước nó xệp bánh mất à? Chạy nửa đường sao tự nhiên cái xe nó chết máy? Thưa quý đạo còn đi được nữa không? Như vậy chứng tỏ rằng cái sự đi đứng của chúng ta trong thế giới này bị chướng ngại, phải không? Nhiều khi chúng ta muốn đi mà đi không được, nhiều khi chúng ta muốn đến mà đến cũng không xong. Lý do chúng ta không có xe, lý do chúng ta không có phương tiện. Nhưng mà ngược lại, khi mà chúng ta vãng sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà rồi, thì kính thưa quý đạo, sự đi đứng của chúng ta đều an nhiên tự tại, đều an nhiên tự tại. Và khi đó chúng ta là các vị thượng thiện nhân, khi đó chúng ta là các vị Bồ Tát bất thối, chứ không còn là những cái hạng phàm phu bình thường bị chi phối bởi cái tham, cái sân, cái si, vân vân, bị chi phối bởi những cái điều kiện, những cái vật dục trong cái thế gian này. Do vậy mà chúng ta phát nguyện được vãng sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà, đó là một cái nhân tố thứ hai mà chúng ta phải có. Tín là một niềm tin thâm thiết nơi Đức Phật A Di Đà, nguyện là chúng ta phát nguyện vãng sanh, chứ không có nghĩa là chúng ta niệm Phật mà chúng ta không có phát nguyện vãng sanh. Khi mà chúng ta chọn cái pháp môn tu tịnh độ, thì kính thưa quý đạo, chúng ta phải phát nguyện vãng sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà thưa quý đạo hữu, khi mà quý đạo hữu phát nguyện vãng sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà, và quý đạo hữu được làm người dân của nước cực lạc rồi, thì quý đạo hữu hãy nhìn về cái thế giới ta bà này, quý đạo hữu nhìn thấy cái mấy chùa tịnh luật, quý đạo hữu hãy nhìn thấy thầy trụ trì ở nơi đây một nắng hai sương, quần ống cao ống thấp, sáng nào cũng phải ra tưới nước cây nhổ cỏ, thì quý đạo hữu hãy thương những hình ảnh đó, mà quý đạo hữu nhớ rằng
phát nguyện hồi nhập lại ta bà, có nghĩa là trở về lại cõi ta bà để mà hóa độ chúng sinh. Mà quý đạo hữu không phải ở nơi thế giới cực lạc hưởng một cái niềm vui tịnh lạc niết bàn ở nơi thế giới cực lạc, mà quý đạo hữu quên thầy, quên thượng tọa trụ trì, quên chùa Tịnh Luật, quên những người chưa được vãng sanh nghe. Nghe quý đạo hữu, quý đạo hữu nhớ nha. Dạ, cảm ơn quý đạo hữu. Khi mà quý đạo hữu vãng sanh về thế giới, quý đạo hữu có một niềm tịnh lạc, quý đạo hữu hướng được cái niềm tịnh lạc của niết bàn, cái sự bình yên và hạnh phúc nơi thế giới cực lạc đó, thì quý đạo hữu hãy nhớ lại cõi ta bà còn bao nhiêu chúng sinh đang lặn ngục nơi biển trầm luân khổ ái này, mà quý đạo hữu phát nguyện trở về lại cõi ta bà để mình tiếp tục hướng dẫn giáo hóa chúng sinh được vãng sanh như quý đạo hữu nghe quý đạo hữu. Cầu mong quý đạo hữu. Chứ đừng có được vãng sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà và thấy mình đang nằm trong hoa sen thượng phẩm thượng sinh, trời ơi vui quá, tới chừng đã quên hết nỗi khổ đau của chúng sinh trong tam giới này. Chính vì chùa Tịnh Luật chủ xướng cái pháp môn tu tịnh độ mà quý đạo hữu thấy cái tâm thảm từ nơi cửa đi vào trước chánh điện toàn là hoa sen, mà mỗi ngày quý đạo hữu đang bước đi trên những đóa sen đó mà quên mình là người con của Đức Phật A Di Đà trong cuộc đời này. Một đóa sen, hai đóa sen, 4, 5, 6. Vậy thì ngày hôm nay quý đạo hữu phát nguyện niệm Phật thì trước tiên là có một niềm tin thâm thiết đến Đức Phật A Di Đà, kế đến là phải phát nguyện vãng sanh. Và kính thưa quý đạo hữu, cái nhân tố, cái điều kiện thứ ba là điều kiện phải niệm Phật. Phải niệm Phật. Nếu mà quý đạo hữu muốn phát nguyện cầu vãng sanh mà quý đạo hữu không có niệm Phật, mà quý đạo hữu dễ dễ vui vui nói mình là người con của Phật mà, Đức Phật phải có bổn phận trách nhiệm tiếp dẫn mình về thế giới Tây Phương chứ. Mình đã nhận Đức Phật là đấng cha lành muôn thuở của mình là người con của Đức Phật rồi mà. Chẳng lẽ có lý nào khi mình xả bỏ thân mạng, Đức Phật không tiếp dẫn mình về thế giới Tây Phương cực lạc được? Nghĩ như thế đó rồi, cứ đắp chiếu dọc nằm ngủ. Thì thưa quý đạo hữu, có được vãng sanh không? Giống như quý đạo hữu đói bụng, dù biết rằng cha của mình, mẹ của mình nấu một bữa cơm thật ngon cho mình ăn, nhưng mà cha là con, cha là cha của con, mẹ là mẹ của con, phải có bổn phận ăn để cho con no chứ. Vậy thì kính thưa quý đạo hữu, khi mà cha của mình nấu cơm ra, mẹ của mình dọn lên trên bàn, mà mình cứ nghĩ rằng cha của mình và mẹ của mình có bổn phận trách nhiệm phải ăn để cho mình được no, thì kính thưa quý đạo hữu, cha mẹ mình ăn mình có no không? Có không? Không có được. Vậy thì mình muốn phát nguyện cầu vãng sanh, dù cho Đức Phật A Di Đà có thương mình cách mấy đi nữa, nhưng mà nếu mình không niệm danh hiệu của Ngài, mình không phát nguyện, mình không có một niềm tin thâm thiết đến Đức Phật A Di Đà, thì kính thưa quý đạo, Đức Phật A Di Đà có muốn tiếp dẫn mình về thế giới Tây Phương cực lạc thì mình, Đức Phật A Di Đà cũng không tiếp dẫn được, phải không? Cho nên mình phải ăn, thì cái sự ăn đó mình mới no, cái sự niệm Phật mới đưa mình về thế giới cực lạc được. Bởi vì niệm Phật là một cái năng lực, là một cái điều kiện, là một cái động cơ để thúc đẩy mình từ cái thế giới này đến thế giới kia, từ nơi cõi ta bà này về thế giới cực lạc đó, thưa quý đạo. Vậy thì niệm Phật là hành, có nghĩa là đi đứng nằm ngồi chúng ta phải niệm Phật. Và đến giờ phút này, như quý đạo hữu biết, quý đạo hữu có đầy đủ phương tiện lắm. Quý đạo hữu chỉ cần một cái DVD, chỉ cần một cái CD bỏ vào trong xe, lái xe đi làm cũng nghe niệm Phật được. Quý đạo hữu nấu cơm, quý đạo hữu có niệm Phật được không? Quý đạo hữu quét nhà cũng niệm Phật được. Và làm tất cả mọi công việc, đi đứng nằm ngồi, quý đạo hữu đều niệm Phật được hết. Vậy thì niệm Phật là một cái nhân tố thứ ba để đưa cho những người, những hành giả muốn vãng sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà. Vậy thì ngang qua ba đức tính, ngang qua ba nhân tố để một người tu tịnh độ được vãng sanh, đó là tín, đó là nguyện, đó là hành. Quý đạo hữu đã thuộc lòng chưa? Dạ, quý đạo hữu thuộc lòng nghe. Trong vấn đề niệm Phật, kính thưa quý đạo hữu, ngày hôm nay chúng ta còn khỏe, quý đạo hữu hãy cố gắng niệm Phật. Dù rằng ngày hôm nay quý đạo hữu đang ngồi trong cái lớp học như thế này, quý đạo hữu có niệm Phật được không? Quý đạo hữu niệm Phật trong thâm tâm, quý đạo hữu nặng niệm Phật thầm thầm ở trong lòng của quý đạo hữu.
Bằng kinh nghiệm bản thân của chúng tôi, thưa quý nữ, từ khi mà phát tâm niệm danh hiệu Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát, lúc bắt đầu phát nguyện niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, và quý nữ biết rằng khi mà phát nguyện niệm danh hiệu của Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát, thì quý nữ biết rằng có những tai ương trong cuộc đời này, có những điều trái ý Phật lòng trong cuộc đời này, có những sự khổ đau trong cuộc đời này. Thưa quý nữ, nhờ nhất tâm niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm mà quý nữ biết rằng tất cả những tai nạn nó được trôi qua, tất cả những sự trái ý Phật lòng đó được giải tỏa hết. Không biết rằng quý nữ có một niềm tin nơi Đức Phật Quán Thế Âm hay không, nhưng tự thân của chúng tôi đã thấy được điều đó, đã thấy được điều đó. Nhưng mà kính thưa quý nữ, sau một thời gian niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm rồi, và đến khi mình có sự hiểu biết, nghiên cứu về tinh thần tu tập Tịnh Độ Tông, niệm Phật cầu vãng sanh, và tới chừng đó, kính thưa quý đệ hữu, lại phát nguyện niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Phát nguyện niệm Nam Mô A Di Đà Phật, lúc bắt đầu, thưa quý đệ hữu, có khi nhớ, có khi quên. Nhưng rồi, cho đến một giai đoạn, thưa quý đệ hữu, mà cái giai đoạn đó được gọi là giai đoạn nhập diệu. Nhập diệu có nghĩa là cái từ tâm của mình niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà giống như là automatic, mà mình không cần vận dụng cái tâm của mình để niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà nữa. Mà khi mình đi, khi mình đứng, khi mình nằm, khi mình ngồi, kể đến cái thời gian mà mình nằm xuống mình ngủ, thì thưa quý điệu, tự nhiên thôi, cái cánh tay, cái bàn tay mặt của mình áp lên má bên tay mặt và nằm ngủ xuống nghiêng qua bên hông tay mặt, và tự động cái tâm của mình, cái ý nghĩ của mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật ở trong lòng, niệm Nam Mô A Di Đà Phật trong lòng. Thì thưa quý đệ hữu, nói như vậy đó để cho chúng ta thấy được rằng lúc bắt đầu chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì thưa quý đệ hữu, chúng ta còn vận dụng cái tâm để mà niệm Phật. Nhưng mà đến một giai đoạn nhập diệu rồi thì mình không cần vận dụng cái tâm để niệm Phật, mà khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, kể cả khi ngủ, cái tâm của chúng ta cũng mặc nhiên niệm Phật. Thì kính thưa quý đệ, tại sao Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta dạy chúng ta hãy niệm Phật khi chúng ta còn son trẻ, khi chúng ta còn khỏe mạnh, mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta không dạy rằng thôi con cứ đi chơi đi, cứ sống một cuộc sống ở trong xã hội này đi, cho đến ngày mà con trút hơi thở, sắp sửa trút hơi thở cuối cùng rồi, con chỉ nhất tâm bất loạn niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, 10 niệm là con được vãng sanh. Tại sao Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta không dạy như vậy? Mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta dạy từ khi niệm Phật còn ở trong lòng mẹ, khi loạn lòng mẹ ra, cho đến ngày lớn khôn, các con hãy cố gắng niệm Phật. Lý do là trong cuộc sống này, thưa quý đệ, cái thâm tâm của chúng ta nó bị lôi cuốn nhiều cái vấn đề lắm. Thưa quý đệ, chúng ta có tham không? Chúng ta có sân không? Chúng ta có si không? Chúng ta có đố kỵ, tật hiềm, tranh chấp, thương ghét, dạ vân vân. Mà thưa quý đệ, cái tham, cái sân, cái si, cái tranh chấp, cái tật đố, cái giận hờn, cái cuộc sống trong xã hội này, thưa quý đệ, nó ngàn chuyện. Mà trong ngàn chuyện đó, mà nếu chúng ta không nhiếp liền cái tâm của chúng ta được thanh tịnh, thì tính kính thưa quý đệ, làm sao chúng ta có thể niệm Phật được? Khi mà chúng ta bệnh, chúng ta nằm trên giường bệnh, thì thưa quý đệ, buổi sáng bác sĩ vào gắn một cái sợi dây nơi lỗ tai, ở nơi ngực, ở nơi chân, ở nơi tay, ở nơi đầu, ở nơi bụng, hàng trăm cái sợi dây nó nằm trên tự thân của chúng ta. Thưa quý đệ, chúng ta có còn nhớ để niệm Phật không? Khi chúng ta bệnh, chúng ta nằm trên giường bệnh, không biết nghĩ rằng giờ này con của mình đi học nó về chưa, không biết giờ này ổng đi làm đã ra khỏi sở chưa, không biết rằng thuốc ở nhà có còn không. Thưa quý đệ, hàng vạn chuyện chúng ta phải lo. Mà thưa quý đệ, khi mà chúng ta bệnh, chúng ta nằm trên giường bệnh, mà hàng vạn chuyện chúng ta phải lo đó, thì thưa quý đệ, chúng ta còn có cái tâm nào để chúng ta nhớ kỹ đến danh hiệu của Đức Phật A Di Đà để chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật nữa không? Có không thưa quý đệ? Hay là tới chừng đó thân của chúng ta bị đau đớn, tâm của chúng ta bị chi phối, thì thưa quý đệ, khó mà có thể nhất tâm để niệm Nam Mô A Di Đà để được vãng sanh lắm. Do vậy mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni giảng dạy cho chúng ta, các con hãy cố gắng niệm Phật ngay từ giờ phút này đi, để rồi sau một thời gian 5 năm, 10 năm, 20 năm, 80 năm là chúng ta đã nhập diệu với danh hiệu Đức Phật A Di Đà rồi. Và tới chừng đó chúng ta không dụng công niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái tâm của chúng ta cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật.
Quý đạo hữu biết rằng cái cận tử nghiệp là một cái nghiệp vô cùng quan trọng đối với con người. Cái cận tử nghiệp tức là cái nghiệp gần chết đó thưa quý đạo hữu. Mà cái nghiệp gần chết đó thưa quý đạo hữu, khi mà chúng ta nằm trên giường bệnh rồi thì quý đạo hữu nghe trong kinh nói giống như là phong đao giải thể. Phong đao giải thể giống như là gió đao rừng kiếm nó cắt xé thân tâm của chúng ta. Quý đạo hữu có thương nhà của quý đạo hữu không? Quý đạo hữu có thương cha của quý đạo hữu không? Thương mẹ quý đạo hữu không? Thương con quý đạo hữu không? Thương vợ thương chồng của chúng ta không? Chắc chắn là có. Nhưng mà nếu mà khi chúng ta sắp sửa chết xa người thân thương của mình thì kính thưa quý đạo hữu có luyến tiếc không? Quý đạo hữu có luyến thương không? Quý đạo hữu có nhung nhớ không? Vì sự nhung nhớ đó, vì sự luyến thương đó mà chúng ta không nhớ danh hiệu Đức Phật A Di Đà để chúng ta niệm Phật. Điều đó trong kinh nói rất rõ thưa quý đạo hữu. Do vậy mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni giảng dạy cho chúng ta, con hãy cố gắng niệm Phật ngay từ giờ phút này, để rồi đến một ngày trăm tuổi thì nhờ cái công huân niệm Phật đó, nhờ cái công đức niệm Phật đó mà chúng ta có được một cái năng lực sáng suốt ở nơi tự tâm của chúng ta, để chúng ta còn nhớ hình ảnh của Đức Phật A Di Đà, chúng ta nhớ danh hiệu của Đức Phật A Di Đà để chúng ta niệm Phật. Vậy thì từ trước đến giờ quý đạo hữu có nghĩ rằng đi đứng nằm ngồi quý đạo hữu đều niệm Phật không? Có không? Cầu mong ha, quý đạo hữu cố gắng làm cái việc gì quý đạo hữu cũng cố gắng niệm Phật hết. Đừng có lãng quên. Mà quý đạo hữu đã nghe rằng đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật, nghiêm trì giới luật thầy vẫn bên con. Đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật. Có những người họ đặt vấn đề, dạ thưa thầy, nếu mà đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật thì trong khi chúng con đi làm những cái việc mà nó không thanh tịnh, nó không được trong sạch thì chúng con có niệm Phật được hay không? Thưa quý đạo hữu, có niệm Phật được không? Niệm Phật được không? Dạ thưa đúng. Bất cứ chỗ nào, dù biết rằng chỗ đó là một chỗ mà mình nghĩ rằng nó không được sạch sẽ, nhưng mà cái đó là đối với cái hiện tượng ở bên ngoài. Nhưng mà cái tự tâm của chúng ta, cái tự tánh của chúng ta nó thanh tịnh, nghĩ đến hình ảnh của Đức Phật A-di-đà thì kính thưa quý đạo hữu, chúng ta đều niệm Phật được. Ngoại trừ khi nào mà chúng ta quên thì thôi. Còn nếu mà khi mà chúng ta nhớ thì kính thưa quý đạo hữu, chúng ta hãy cố gắng niệm Phật. Đó là một cái pháp môn tu mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni giảng dạy cho chúng ta, rằng vào trong thời gian cách Phật lâu xa, tất cả kinh điển không còn trên thế gian này, hình ảnh của chư Phật không còn trên thế gian này, mà chỉ còn 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật.